trẻ em là điều kỳ diệu của tạo hóa. Chúng hồn nhiên, cô te và lung có những lời nói, cử chỉ ngộ nghĩnh khiến người lớn không nhịn được cười cợt. Mới đây, bài kiểm tra của một trường cấp 1 đã được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự yêu mến nhiệt liệt từ cộng đồng mạng. Cụ thể, trong đề kiểm tra có một bài yêu cầu điền vào chỗ chấm từ ngữ phù hợp để hoàn chỉnh câu như sau, là người mẹ thứ hai của em. Câu trả lời bá đạo của học sinh cấp 1. Thông soàn thì trường học và cô giáo luôn được coi như mái nhà và người mẹ thứ hai của mọi em học sinh. Thế nên khi đưa ra câu hỏi này, chắc hẳn cô giáo cũng mong học sinh của mình sẽ đưa ra đáp án đúng. Nhưng không, em học sinh cấp 1 đã có câu trả lời vô cùng bá đạo, tuy đúng nhưng ai nấy đều phải cười cợt bò, vợ thứ hai của bố là người mẹ thứ hai của em. Có lẽ nằm mơ cô giáo cũng không tin được là học trò của mình lại đưa ra câu trả lời thật đến thế. Bài kiểm tra cùng câu trả lời khó đỡ sau khi được chia sẻ trên Facebook đã nhận được hơn 45.000 lượt like, 686 bình luận và hơn 1.200 lượt chia sẻ. Hầu hết cộng đồng mạng đều đưa ra bình luận, nghe vô lý nhưng thuyết phục đấy chứ. Cư dân mạng tỏ ra yêu thích trước câu trả lời quá bá đạo. Nhớ lại thì trước bài kiểm tra gây bão này, cư dân mạng cũng từng cười cợt ra nước mắt trước cách điền thành ngữ còn thiếu của các em học sinh cấp 1. Môi hở há miệng. Ruột để tiêu hóa. Chân yếu nằm im. Giấy rách phải giữ lấy để viết. Những câu thành ngữ siêu sáng tạo và khó đỡ của các em học sinh cấp 1. Thế hệ thấy, trẻ em luôn là những thiên thần nhỏ, mang đến cho cuộc sống của người lớn chúng ta đầy ắt sắc màu.